Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Mission Thiện đây ạ. Ngày hôm nay thì Mission sẽ đưa cái thông tin về cái chủ đề của ba cô con gái mà chăm xăng đốt mẹ ở Hưng Yên nha quý vị. Thì ngày hôm nay tôi có xem được một cái thông tin là thêm một cái cô con gái thứ hai, tức là cái cô con gái cả, cô con gái đầu đó quý vị, là đã bị bỏng rất nặng và không qua khỏi. Và đến ngày hôm nay thì thêm một cô con gái nữa, là cô con gái thứ hai, cũng không qua khỏi và cũng đã qua đời. Thì tôi xin chia sẻ lại cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trên báo của Tuổi Trẻ đã đăng vào ngày 27 tây tháng 11. Thì trước khi tôi chia sẻ cái bài báo này thì tôi cũng không biết là nói như thế nào đây. Vì nếu như mà mình nói là cái hành động mà để đối xử với mẹ như vậy, vì có rất là nhiều khán giả họ vào họ chửi đáng đời. Tại vì đối xử với mẹ như vậy thì bây giờ sẽ bị trời phạt như vậy. Nhưng mà thật ra là ở đây thì câu chuyện này nó không phải là câu chuyện của gia đình mình. Đó là một câu chuyện của cái cô mà có ba người con. Hiện tại bây giờ thì người mẹ cũng đang bị bỏng rất là nặng và đang được điều trị tại bệnh viện. Và cô con gái Út thì bỏng nhẹ hơn nhưng vẫn được điều trị ở bệnh viện, chưa có về. Thì hai cô con gái cả với lại con gái thứ hai đã qua đời. Thì tôi không biết nói như thế nào quý vị. Thật sự ra là cái người mẹ không biết là có qua khỏi hay không, hay là người mẹ cũng không qua khỏi giống y như hai cô con gái của mình. Thì đây là một cái câu chuyện mà trong một cái gia đình phải nói là rất là bất hạnh quý vị. Nó không phải là cái gia đình nào đồng ý là hiện tại bây giờ thì trên các gia đình đều có cái vụ mà tranh chấp tài sản anh em với nhau. Nhưng mà đối với mẹ, với cha, với mẹ thì nó hơi hiếm quý vị. Và nếu như mà có những cái trường hợp thì dữ lắm là một đứa, hai đứa là quá lắm rồi. Còn này cả ba đứa nó đều đồng tình và nó chăm xăng, nó muốn đốt chết mẹ nó. Thì cái hậu quả đó gây ra thì hai cô con gái cả và cô con gái thứ hai đã qua đời rồi. Nếu như mà trong câu chuyện này, nếu như người mẹ mà qua đời thì nó đáng buồn đó quý vị. Nhưng mà thật ra người mẹ qua đời thì nó sẽ đặt trường hợp nếu mình là người mẹ cho mình qua đời luôn thì nó sẽ nhẹ nhàng cái tư tưởng và cảm thấy thoải mái đầu óc hơn. Còn hơn là khi mà người mẹ cứu sống, khi mà sống đồng ý là con nó đối xử tệ với mình, là trong đó là nó đã rất là buồn rồi quý vị. Nó buồn tột cùng trong cái cuộc sống. Tại vì trong cái cuộc sống của người phụ nữ, nếu như mà bị chồng ruồng bỏ hay là bị chồng bỏ thì cái đau lòng đó nó không có bằng cái đau lòng của cái người con mà chính bản thân mình mà xé thịt để đẻ ra nó. Bây giờ nó đối xử với mình như vậy thì nếu như mà cô khỏe mạnh mà cô sống được mà để trở về với gia đình thì thật sự ra là cái cuộc sống nó cũng không thể nào mà nó vui vẻ được quý vị. Tại vì hai người con dù nó có đối xử với mình như thế nào nhưng nó cũng vẫn là con của mình. Người mẹ rất là đau lòng quý vị. Thì chỉ cần mà suy nghĩ tới thôi là tôi cảm thấy là tôi thương cái cô này dữ lắm quý vị. Phải nói là trong cái sự bất hạnh, mà bất hạnh đến nỗi trong cả ba cô con gái mà đối xử với mình như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến quý vị một cái bài báo của báo Tuổi Trẻ. Có ghi cái nội dung là vụ đổ xăng đốt nhà mẹ ruột ở Hưng Yên, thêm một con gái nữa qua đời. Người con gái thứ hai trong vụ ba cô con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột ở Hưng Yên đã qua đời. Hiện gia đình đang lo tang sự. Sáng ngày 27 tháng 11, trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, anh Đỗ Văn Điển là người con trai thứ hai của bà Vũ Thị Điều, người mà bị ba cô con gái đổ xăng đốt nhà, cho biết em gái của anh Đỗ Thị Điểm, 34 tuổi, người con gái thứ hai trong vụ ba cô con gái chăm xăng đốt nhà mẹ đẻ khiến cả bốn người bị bỏng nặng, nay đã qua đời. Em gái tôi qua đời vào chiều hôm qua, sau gần một tháng điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Do tôi ở viện chăm sóc cho mẹ nên người thân ở nhà đã lo hậu sự cho em. Điển cho hay, chị Điểm là người con gái thứ hai đã qua đời trong vụ án ba cô con gái đốt nhà mẹ đẻ.
Trước đó, người con gái cả là Đỗ Thị Định đã qua đời vào ngày 18 Tây tháng 11. Cũng theo như anh Điển, hiện sức khỏe của mẹ đang rất yếu. Mẹ tôi đã nhận thức được, nhưng vẫn phải điều trị và lọc máu. Chưa thể thực hiện phẫu thuật, anh Điển nói. Trong khi đó, người con gái út bỏng nhẹ nhất vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Trước đó, ngày 4 tháng 11, lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên đã xác nhận cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Quyết định khởi tố được đưa ra sau 5 ngày cơ quan điều tra xác minh vụ ba cô con gái mang sang đốt nhà mẹ ruột. Theo kết quả xác minh ban đầu, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế, sáng ngày 30 tháng 10, ba cô con gái đến nhà mẹ ruột của mình là bà Vũ Thị Điều, 61 tuổi, cự cãi và mang theo can xăng 10 lít. Sau khi cự cãi ngoài cửa, cả ba cùng mẹ vào nhà. Một người châm xăng đổ xuống nền của gian phòng khách rồi châm lửa đốt. Lửa bùng lên khiến bà Điều và ba cô bị bỏng nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do đốt cháy khoảng 50 triệu đồng. Thì qua cái bài báo chia sẻ của báo Tuổi Trẻ đó quý vị, thì đến ngày hôm nay là trong cái vụ việc ba cô con gái mà châm xăng đốt mẹ ruột của mình đó quý vị, thì đã có thêm một người con gái nữa là người thứ hai đã qua đời. Và người mẹ ruột vẫn còn đang nguy kịch, đang điều trị ở bệnh viện. Và cô con gái út thì bị bỏng nhẹ hơn nhưng mà vẫn đang điều trị ở bệnh viện chứ chưa có được về. Thì qua cái vụ việc của ba cô con gái mà châm xăng đốt mẹ đó quý vị, thì thật ra là nó... cái vụ việc này nó xôn xao dư luận và tất cả hầu như là những người trên cộng đồng mạng là đều chửi ba cô con gái này là đáng đời. Nó có qua đời thì đó là trời Phật trừng phạt, là tại vì bất hiếu với mẹ, đối xử với mẹ như vậy. Thì qua cái câu chuyện này thì tôi không biết là tại vì mình không có nằm trong cái trường hợp của ba cô con gái và mình cũng không biết là ba cô gái đó suy nghĩ như thế nào, tại vì không có giống mình. Tại vì nếu như mà họ giống y hệt như mình thì sẽ không có cái trường hợp là khi mà chia tài sản cho cái người con trai là nhiều hơn một tí xíu. Tại vì ba cô con gái này vẫn được chia tài sản chứ không phải không. Nhưng mà tài sản nó không có giá trị bằng cái người con trai. Đó. Nhưng mà trong khi đó thì tôi chỉ phân tích về cái vấn đề mà góc nhìn khách quan thôi nha quý vị. Thì nếu như mà bây giờ tôi không có nói cái vấn đề là trai hay gái hoặc là nữ sanh ngoại tộc. Vì ở miền Bắc với lại miền Trung, miền Nam tôi thì hầu như là hết rồi, nó không còn. Miền Bắc với miền Trung thì vẫn còn là nam là trụ cột và chia tài sản cho con trai là nhiều hơn. Thì tôi bỏ qua cái vấn đề đó đi, không nói vấn đề đó. Nhưng mà theo trong cái trường hợp này thì tôi thấy là cái người mẹ này chia như vậy rất là đồng đều. Tại vì cái người con trai là ở chung với mẹ ruột và ở cái nhà thờ để sau này đi cúng kiến đồ này kia. Thì cho người con trai cái miếng đất mà có giá trị nhiều hơn thì nó cũng đâu có ảnh hưởng gì. Phải chi mà chia hết cho người con trai mà ba cô con gái không được một đồng nào hoặc không được một miếng đất nào thì mới trách mẹ mình. Còn bây giờ là mình cũng vẫn được chia, nhưng mà cái tài sản của mình nhận thì nó không có giá trị bằng cái người em trai của mình thôi. Có vậy thôi mà tới mà cãi giả, cự cãi với lại mẹ của mình. Thì theo như tôi đoán là trước khi mà để mà đổ xăng xuống nền để mà châm thì... tôi nghĩ là cái sự cự cãi đó chắc có lẽ là xúc phạm đến người mẹ dữ lắm quý vị. Mà khi mà nó đến lên đến cái sự cao trào rồi á, thì lúc đó mới là ba cô con gái để mà châm. Nhưng mà tôi không hiểu là tại sao trên đời này nó cũng có những người nó có một những cái suy nghĩ mà ngu si như vậy, đúng không quý vị? Tại vì nếu như mà châm xăng, nếu như mà châm theo cái kiểu đó thì mình cũng đâu có sống được, đúng không quý vị? Còn vì cái số tiền mà tài sản như vậy mà để mà giống y như chích chùm với nhau thì nó có đáng hay không? Một cái suy nghĩ phải nói là nó rất là ngu xuẩn quý vị. Thì bây giờ trong cái vụ việc này thì hai cô con gái đã qua đời rồi thì tôi không có dám nói sâu về cái vấn đề này, tại vì họ đã trả giá bằng chính mạng sống của họ rồi. Thì qua cái câu chuyện này thì không biết là những người con, tại vì trên cái xã hội này thì nó cũng khá là nhiều những người con mà họ bất hiếu quý vị, chứ không phải là ít đâu. Cho nên là qua cái câu chuyện này thì tôi muốn gửi gắm đến tất cả những người con mà có những cái tính mà dạng giống y như là giành ăn nè, có cái tính mà tranh chấp tài sản với lại gia đình, cha mẹ hay anh em gì trong nhà, cũng phải nên suy nghĩ cho thật kỹ, cũng phải nên suy nghĩ lại. Vì khi mà tranh chấp với lại những người trong gia đình của mình thì nó cũng chả được cái gì cả. Tại vì trên cuộc sống này
khi mà sinh ra rất là khó khăn mới trở thành một gia đình, rất là khó khăn mới trở thành cha mẹ và con cái và anh em ruột thịt với nhau. Nó cũng có tu bao nhiêu kiếp rồi nó mới trở thành một gia đình, thì lý do tại sao lại đối xử với nhau như vậy, đúng không quý vị? Tôi không biết là người mẹ đang điều trị ở bệnh viện, không biết là cô có nghe cái tin con mình, hai đứa con nó đã ra đi hay không. Nếu như mà cô nghe được cái tin mà hai người con đã ra đi rồi thì nó không có cái sự đau nào bằng cái này quý vị. Dù con nó có như thế nào thì nó cũng vẫn là con của mình. Không có người mẹ nào mà muốn cho con mình mất cả quý vị. Thì thật ra cái câu chuyện này thì tôi không biết nói sâu hơn để mà nói như thế nào. Tại vì họ đã trả giá bằng chính cái mạng sống của họ rồi quý vị. Thì ở đây tôi chỉ biết nói như thế này là tôi mong cho cô được tai qua nạn khỏi. Và tôi mong rằng cô khỏe mạnh để quay về sống với lại con trai. Còn trong cái câu chuyện gia đình của cô có ba đứa con gái thì chắc có lẽ là mình hay nói câu như thế này quý vị. Tại vì tự mình an ủi mình, mình sẽ nói một cái câu là ôi chắc có lẽ là kiếp trước mình đã tạo nghiệp như thế nào đó, hoặc là kiếp trước mình đã mắc nợ ba cô con gái này như thế nào đó, cho nên là bây giờ nó mới lên nó đòi nợ mình như vậy. Đó là những cái câu mà mình tự an ủi mình. Mình tự an ủi mình nói như vậy thôi quý vị. Thì qua cái câu chuyện của cô, qua câu chuyện của cô Điều ở Hưng Yên, thì tôi hy vọng nha quý vị. Tôi hy vọng rằng là trên xã hội này và trên đất nước Việt Nam của mình đừng có xảy ra những cái vấn đề như thế nữa. Tôi không hiểu là có thể là coi game nhiều quá hay là coi phim hành động nhiều quá rồi sanh ra con người ta nó vô cảm hay chăng, đúng không quý vị? Tại vì cái sự vô cảm của nó đối xử với lại cái người mẹ sanh đẻ ra nó, hoặc là có những người cha mẹ đối xử với con vì trước đây thì thời đại 4.0 thì chúng ta không có tiếp cận nhiều đến cái mạng xã hội, chỉ xem qua tivi thôi. Còn bây giờ là hầu như đứa trẻ 2-3 tuổi là nó đã có cái điện thoại để là cầm trên tay rồi, cho nên nó tiếp cận với lại cái thời đại 4.0 qua mạng internet nhiều quá, cho nên là phải chăng nó ảnh hưởng, đúng không quý vị? Nó coi phim nhiều quá hoặc là nó coi những cái quan tưởng nhiều quá hay sao, cho nên là nó bắt chước, nó trở thành một con người vô cảm. Chứ trước đây là khi mà chưa có tiếp cận đến cái thời đại 4.0 mà qua cái điện thoại mà ai cũng có, thì tôi nghĩ là cái trường hợp này nó hiếm lắm, nó hiếm lâu lâu, hiếm lắm, nó không có quý vị. Nhưng mà thời buổi bây giờ tự nhiên là nó xảy ra, nào là con cái đối xử với cha mẹ tệ, rồi còn cha mẹ thì lập gia đình tiếp nữa, xong bắt đầu mê vợ bé, rồi mê bồ nhí, để cho họ đối xử tệ với con mình, để cho con mình mất đó. Thì họ ngược đãi con mình, giống như là cái vụ của cháu ở ngoài Hà Nội mà bị bố dưỡng đóng 9 cây đinh vào đầu, và sau khi mà cái kết quả điều tra không phải là 9 cây mà nó tới 11 cây lận quý vị. Thì nó đóng vô như vậy để cho nhỏ chết dần chết mòn đi, thì sẽ không có làm phiền cuộc sống riêng tư của nó. Rồi cái vụ của Hằng Thái với lại con Trang đó, nó đánh đập con nhỏ mà đến nỗi mà nhỏ phải qua đời luôn. Thì tôi không hiểu là cái trường hợp mà hiện tại nó hiện đại quá hay sao đó quý vị. Nó hiện đại quá rồi nó trở thành một con người vô cảm. Thì qua cái câu chuyện của cô Điều ở Hưng Yên thì tôi không biết nói như thế nào. Tôi chỉ cảm thấy là thương cho cô và cảm thấy là không biết dùng những lời lẽ nào để mà an ủi cô cả. Thì tôi chỉ mong rằng là cô vượt qua được cái tai nạn này. Và tôi xin chúc cho cô Điều là được xuất viện sớm để về sống cùng với lại con trai của mình và hưởng một cái tuổi già thật là bình an. Còn bây giờ thì tôi xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye, chào tạm biệt.